Asmin chayo chayang atthang hitva piyagani pihetanu yoginang. Tự chuyên không đáng chuyên. Không phải châu tâm chuyên những việc nên chút nào thả cho dục vọng con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh sư tuệ nhẫn, cô tu nữ tuệ duyên, cô đi ra mình không dùn cha ma tà năng dù cá mình cha ai dù cha rằng áp thằng hi tòa bi giác gà hì bi hề tát tà nu dù ghi năng ai dù ghê dùn cha ma tà năng dù cá mình cha ai dù cha rằng áp thằng hi tòa bi giác gà hì bi hề tát tà nu dù ghi năng ayo ghê dùn cha ma ta năng dù cá mình cha ayo cha rằng ác thằng hi tòa bi giác gà hi bi hệ tát ta nu dù ghi năng tự chuyên không đáng chuyên không chuyên diệt đáng chuyên bỏ đức theo hỷ ái ganh tị bậc tự chuyên bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. A dù ghê dùn cha ma tà năng dù cá mình cha a dù cha dằn ác thần hi tòa bi giác gà hi bi hề tát tà nu dù ghi năng đáng làm thì lại bỏ bên chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào thả cho dục vọng tuôn trào quên con đường giữa lội vào dòng mê đã không cố gắng quay về lại còn ganh tị cười chê người hiền bản dịch của hòa thượng Giới Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn chị Đặng Đông ạ. Cô Tiểu Duyên à, dạ cảm ơn Ái Minh, dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ Tâm Phương xin đọc và kệ con pháp cú số 209. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, dạ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thâm giá, nam mô Sang ca giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh, con kính đảnh lễ trợ đức Tăng, các cô tuy nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu pháp cú số 209. Ayo ghe dùng cha ma ta năng yo ga min cha a yo cha yang a thằng hi to bi ya ga hi bi bi he ta ta nu yo ghi năng a yo ghi yun cha ma ta năng yo ga min cha a yo cha yang à thăng hi tòa bì gia gái bì hê ta ta nô vô ghi năng à vô ghi dung gia ma ta năng vô ga minh cha à vô cha dân à thân nghi to bi gia ga hi bi he ta ta nô
yogi nang ayoge yunyamatanang yogamin cha ayo chayang athang hito abhiyagahi vihetata no yoginang. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái ganh tị bậc tự chuyên. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Đáng làm thì lại bỏ bê, chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, nguyên con đường giữa lội vào dòng mê, đã cố gắng quay về lại còn ganh tị cười chê người hiền. Và đó là câu thơ của thượng tọa dưới đất. Dạ, con đã đọc xong, con kính mời cô Tệ Duyên ạ. Dạ. Dạ, alo, alo, 1, 2, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sơn Khai Dạ, con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Thắng, kính lễ với Phật, với cô Trung Nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Dạ, âm thanh nhỏ hả? Dạ, để tự nhiên mở lên chút xíu. Hồi nãy giờ bị té quá chừng. Dạ, nghe rõ chị. Dạ, cảm ơn chị Lạc Lê. À, Nhật Quỳnh. Dạ, chị biết nghe rõ, chị Rằng Đông. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh bắt bài dùm ạ. Alo, alo. Dạ, cảm ơn Quỳnh mời thân ạ. Dạ, bây giờ thì em xin đọc bài và pháp cú số 209. Ayoge yun chamma tanang yoga min cha ayo cha yang at thang hito wa biya gahi bihe tata nu yoginang Ayoge yun chamat tanang Yogasmin cha ayo cha yang Atthang hi toa bi yak gahi Bi he tat ta nu yoginang Ayoge yun chamat tanang Yogasmin cha ayo cha yang Atthang hi toa bi yak gahi Bi he tat ta nu yoginang Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đức theo hỷ ái ganh tị bậc tự chuyên. Và câu thơ này của Hòa thượng Thích Minh Châu. Ayoge yun chamat tanang Yogasmin cha ayo cha nang Atthang hi toa bi yak gahi Bi he tat ta nu yogi nang Đáng làm thì lại bỏ bê, chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đường giữa lội vào dòng mê, đã không cố gắng quay về, lại còn ganh tị cười chê người hiền,
Nhà phổ thông của Hòa Thượng Giới Đức, nhà tự nhiên đã thấy tín hiệu của Ái Minh. Dạ, kính mời Ái Minh. Dạ, sa thú lành thầy. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đầy đức tuệ nhẫn cô tu nữ tuệ duyên. Kính chào quý anh chị thiền hữu, kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 209 và cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Con cảm ơn cô tuệ duyên. Ayoge yun chamata nang yogasmin cha yo cha yang athang hi toa bi yak ga he pi he tat nu yogi nang Ayoge yun chamata nang yogasmin cha yo cha yang athang hi toa bi yak ga he pi he tat nu yogi nang Ayoge yun chamata nang yogasmin cha yo cha yang athangi toa pi yak ga hi bi he ta ta nu yogi nang tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái ganh tị bậc tự chuyên. Bản dịch của Hòa Thượng Châu. Ayoge yun chamat cha ta nang yogasmin cha yo cha yang athang hi toa pi yang ga hi hi he ta ta nu yogi nang ayoge yun chamat nang yogasmin cha yo cha yang athang hi toa pi yak ga hi he ta nu yogi nang. Đáng làm thì lại bỏ bên, chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đường giữa lội vào dòng mê, đã không cố gắng quay về, lại còn ganh tị cười chê người hiền. Vở thơ của Hòa Thượng Giới Đức, và em kính mời chị Trần Đạo tiếp theo ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khà Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể cái kinh pháp cú số 209 ạ. Ayoge chun chamattanang yoga min cha a yoga yang a thang hit toa bi chắc ra hi bi he ta ta nu yogi nang a yoga chun cha mat ta nang yoga smin cha a yoga cha yang a thang hit toa bi yak ga hi bi he ta ta nu yogi nang. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái ganh tị bậc tự chuyên. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ayoge chun yamatanang yoga min cha a yo cha yang a tăng hít toa bi yak ga hi bi he ta ta no yo yi nang. Đáng làm thì lại bỏ quên, chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đường giữa lội vào dòng mê, đã không cố gắng quay về, lại còn canh tị cười chê người hiền. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong ạ.
Xin gửi mic lại cho chị Cẩm Nhân ạ. Dạ Nam Mô Bố Tài Giá, Nam Mô Thâm Mà Giá, Nam Mô Sằng Khà Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ Giáo Pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ. Cùng quý 109. A Vô Ghê Dùn Cha Mát Tà Năng Vô Gát Min Cha Á Vô Cha Văn Ác Thăng Hí Tòa Bí Giá Bí Giác Gà Hì Bí Hề Ta Tà Nú Vô Ghí Năng Á Vô Ghê Dùn Cha Mát Tà Năng Vô gát đó, vô gát miên chá, á vô chá dân, ách thăng hí tòa bí giác, gà hì, bí hề tá tà nú vô ghí năng. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đức theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Bản Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đáng làm thì lại bỏ quên chăm chuyên, những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đường giữa lội vào là dòng mê. Đã không cố gắng quay về, lại còn ganh tị cười chê người hiền. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức và Cẩm Dân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay của Chích Nhật Quỳnh. Dạ. Mến mời bàn tay Sinh Nhật Quỳnh. Dạ. Sa thủ cảm ơn Cẩm Vân. Dạ cảm ơn Xích Đặng Đông, Minh Quách Thanh Á cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ con xin được ôn bài Pháp Cú Kinh số 209. Dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á cho bài học. A vô ghê duôn cha mát ta năng vô gạt mình chắc a vô năng a thẳng hịt ta bi dắp gà hì bi hề tạch ta nu vô ghi năng. Tự chuyên không đáng chuyên, không chuyên việc đáng chuyên, bỏ đích theo hỷ ái, ganh tị bậc tự chuyên. Dạ đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. A vô ghê duôn cha mát ta năng vô gạt minh cha à vô cha năng à thăng hít to bà dắp gà hi bị hai tách ta nụ vô ghi năng. Đáng làm thì lại bỏ bên, chăm chuyên những việc chẳng nên chút nào, thả cho dục vọng tuôn trào, quên con đường giữa, lội vào dòng mê, đã không cố gắng quay về, lại còn ganh tị, cười chê người hiền. Vậy là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Và sa thủ lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Tuệ Nhẫn, đã từ bi hoan hỷ. Tiên phong hướng dẫn cho chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 209. Nhật Bình kính cảm ơn Cẩm Vân, Xích Trần Đào, cô Ái Minh, cô Tu Nữ Tệ Duyên, Xích Tâm Hương, Xích Trạng Đông, Vinh Quá Tha Ná đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đạo tràng chúng con đã đến giờ học bài mới. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh, cùng thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn thuyết giảng bài học ngày hôm nay.
Nam mô Bích Hà dạ. Nam mô Tham Ma dạ. Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Da Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đằng nhờ ánh sáng trổ hòa lành rải tảng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường ăn vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ ơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân khổ cập mã đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh nhài tuyệt pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Minh Bạch Thanh đã cho bài học. Nam mô Bích Hà giá dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh sớ 210. Dạ, sa thủ lành thai Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui chứng hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Âm thanh hơi nhỏ. Nam mô Bích Tha giá dạ, con thành kính cung thỉnh đại đức minh mẫn cầm mic trở lại ạ. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, dạ sa thú con kính dâng mic đến sư ạ. Ồ, sao cái hiện tượng này lạ nữa rồi. Dạ, chúng ta xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Câu kệ pháp cú hôm nay chúng ta học là câu kệ số 210. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Ma bi ye hi samma gan chi. Ma bi ye hi samma gan chi. Đoạn thứ hai: Api ye hikuda cha năng. Api ye hikuda cha năng. Đoạn thứ ba: Pi ya năng adassa năng đúc khăn. Pi ya năng adassa năng đúc khăn. Đoạn thứ tư: Api ya năng cha đa sa năng. Api ya năng cha đa sa năng.
Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ từ đầu tiên ma. Đây là một cái bất biến từ có nghĩa là đừng hay là chớ. Rồi pi pi về hi, pi về hi là pi giá mà chia theo cái thứ ba số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là e hi. À, chữ pi giá này đó chúng ta dịch là yêu thương. À, thì yêu thương này đó chúng ta hiểu có thể là vật mà có thể là người và cũng có thể là việc. À, thành ra chữ bí giá đây đó mình dịch đó là sự yêu thương. Từ cuối cùng samaganchi đây là một cái động từ được chia theo quá khứ. Đây là cái động từ quá khứ của cái động từ samagacchati. Mà samagacchati có nghĩa là gặp gỡ, tụ hội, gần gũi. Chúng ta lấy nghĩa từ vựng cả bốn đoạn rồi chúng tôi sẽ dịch văn xuôi sau. Đến đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai của câu kệ chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên apiyehi. Nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta có biết về Trúc Bali đó thì chữ này nó đối lại với cái chữ apiyehi. Apiyehi là tiếp đồng ngữ cộng tiếp đồng ngữ á cộng với là apiyehi. Apiye là pí giá. Apiye pí giá là sự yêu thương, thì á là phủ định từ không, không yêu thương tức là ghét, là sự ghét bỏ. Apiyehi apiya là sự ghét bỏ. Dạ đạo tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa, con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Đây là một cái khi mà ok ha, chúng tôi thấy mình vẫn đang cầm mic mà rồi vẫn nói mà sao lại không có nghe kìa. Rồi giờ quý vị nghe lại chưa? Alo, alo, 1 2 3, quý vị nghe lại chưa? À, chúng tôi thấy mình vẫn đang cầm mic rồi đang nói mà sao không ai nghe. Căng thẳng nữa rồi. À, rồi khi nào mà quý vị không có nghe đó thì quý vị báo cái, chúng tôi thấy, chúng tôi vẫn đang để ý tới màn hình. Cú đa cha năng đây là một cái trạng từ có nghĩa là mọi khi, mọi lúc. Ngài Hòa Thượng Minh Châu người dịch đó là trọn đời. Cú đa cha năng mọi khi, mọi lúc, trọn đời. Còn trong từ điển dịch đó là bất cứ lúc nào. À, chúng ta bước sang đoạn tiếp theo.
Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên pizza năng, pizza năng là pí giá mà chia theo cách thứ sáu số nhiều. Cách thứ sáu nó cũng có cái hình thức là a năng, mà cách thứ tư số nhiều nó cũng có cái hình thức là a năng. Cho nên tùy theo ngữ cảnh để chúng ta biết được đây là cách thứ tư hay là cách thứ sáu. Pí giá chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. A đa sa năng, đây là một hợp từ chúng ta tách ra a cộng với là đa sa ná. Đa sa ná đó là thấy, mà a đa sa ná đó là không thấy. Không thấy ở đây tiếng Hán họ dịch đó là bất kiến. Tiếng Việt mình cũng người ta cũng dịch đó là không có gặp, mà không thấy, không gặp. Từ thứ ba đúc căng, đây là một từ quen thuộc đối với tất cả chúng ta rồi. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Thì hai từ này áp pí giá thì là á cộng với là pí giá, mà áp pí giá năng là áp pí giá mà chia theo cách thứ sáu số nhiều, thành ra nó có cái hình thức là xin lỗi, cái này là một hợp từ nó có chữ anh chá sau đó, thì là áp pí giá năng cộng với là chá. Nhưng mà đứng trước cái chữ chá đó, chá chá xá chá 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 nhá, thì thành ra người ta lấy cái từ đồng bọn, chữ ăn đó mới biến thành từ đồng bọn cuối cùng là nhá. Thành ra cái từ đó đó là cũng quen rồi. Đát xa năng chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên rồi. Đát xa năng, đát xa ná là thấy hay là gặp. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Ma là chớ hay là đừng, sa ma gan chi là gần gũi hay là tụ tụ tập tụ hội đó, pí dê hi bằng sự yêu thương. Ngài hòa thượng Minh Châu ngày dịch là ở đây là đừng có tụ tập, đừng có gần gũi, đừng có gặp gỡ, đừng có trao đổi với bằng sự yêu thương. Nam mô Bụt Tha giá, dạ đạo tràng chúng con nghe bị gián đoạn xong rồi hết nghe luôn. Dạ nếu sư nghe được âm thanh con cung thỉnh sư cho con một tín hiệu con dâng mít đến sư. Dạ cảm ơn rạng đông. Dạ con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Tha giá, dạ đọc. Dạ con thấy sư đã trở lại đạo tràng, con kính dâng mít đến sư ạ.
Ồ, lần này sâu giống như lần trước quá, cách đây mấy tuần nữa chúng tôi cũng đã bị cái hiện tượng giống vậy nè. Không biết cái này là do cái gì nữa. Hay là thôi đi ha, cái phần việc dịch văn xuôi đó, bà con chư Phật tử chúng ta có thể tham khảo, có thể tham khảo ở cái cuốn dịch của Sư Đức Hiền nè, rồi các cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài Hòa Thượng Giới Đức, để chúng ta tiết kiệm lại bớt mớ thời gian. Bây giờ chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn, trước hết là xin được kính tri ân Xích Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Làm như đó là cái cô này đó, cổ mạnh quá hay sao đâu mà khiến cho nét nó cũng giống như là bị nhiễm nhiễm theo luôn. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang avivadhemi svakkhato phakkhavata dhammo dhammang namassami suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghang namami namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại rung pháp cú kinh chuyên đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 210. Câu kệ này cùng với câu kệ pháp cú số 209 và 211 nằm ở trong phẩm Hỷ Ái Piyawakka, có cùng một duyên sự được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chetavana, đề cập đến một gia đình có ba người. Cùng gia Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ sư buông tay rất mít rồi. Bạch sư, sư ơi, hôm nay cái đường truyền nó rất là yếu đó, sư. Thỉnh thoảng sư nhìn lên cái nick của sư đó, sư hãy sư thấy mà nó rất mít thì sư đụng lên giùm bạch sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn Trần Đông. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính nhân mít đến sư. Cái này con có một chút kinh nghiệm ở bên con á bạch sư. Dạ con thấy sư rất là vất vả khi sư phải giống như thượng tọa Minh Hạnh chắc lên đó, mà sư vừa giảng bài mà sư vừa nhìn lên trung đó, thì phải nói là sư rất là bị phân tâm, mà con cũng biết cái nỗi khổ của sư. Dạ nên là con cung thỉnh sư, sư nhìn lên màn hình một chút xíu vậy chưa thấy rất mất chữ lượng lên mình sư. Dạ con bị rớt hoài luôn mấy ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ.
kia đức có sao quá có là một mình à, như vậy có nghĩa đó là ở bên chúng tôi đó thì chắc nét nó đi quá chậm, nó thành ra đó là không có phát hiện kịp. Chứ còn chúng tôi có nhìn lên màn hình. À, bây giờ chúng tôi giảng đó, tại vì cái trường hợp té liên tục vậy nè, thành ra đó là nhìn lên màn hình để giảng. Chấp nhận phân tâm một tí. À, thì thành ra đó là nếu mà quý vị thấy không còn tín hiệu nữa, quý vị chat lên cái số 0 á. À, chat lên cái số 0 đó, hai ba người chat lên cái đó là chúng tôi thấy cái là biết mình là rớt liền. Dạ, rồi chúng ta tiếp tục trở lại. À, gia đình này có một cậu con trai và rất là thương yêu. À, thì bằng nọ đó gia đình cung thỉnh Chư Tăng về nhà để trai tăng. Thì qua buổi trai tăng đó nó có giảng pháp, cho nên đó là cậu bé này rất là hoan hỷ trong cái đời sống tu hành. Còn nhỏ mà chắc có lẽ đó là ham vui, thấy hoan hỷ, thấy thích thú vậy. Chứ còn nếu mà nói rằng đó là hoan hỷ với cái đời sống tu hành để hướng đến sự giác ngộ giải thoát, hoặc là qua cái thời giảng pháp đó thấy được nỗi khổ niềm đau khi còn tồn tại đó, rồi bắt đầu mới đi sinh xuất gia đó, thì chắc có lẽ là chưa. Bởi vì còn nhỏ quá mà làm sao hiểu thấu đáo vậy được. À, thì dầu gì đi nữa, cậu này cũng đã khởi lên cái niềm hoan hỷ đối với đời sống của người tu, cho nên mới xin cha mẹ đi xuất gia. Nhưng vì cha mẹ chỉ có mình cậu này là con trai độc nhất thôi, và vô cùng yêu thương, quyến luyến cậu này, thành ra đó là không cho cậu đi tu. Cậu này xin 3 lần 7 lượt thì cha mẹ cũng từ chối. Và đề phòng sợ cậu này bỏ trốn đi, cho nên hai ông bà mới canh nhau, chia nhau ra để mà canh chừng cái cậu bé này. À, khi ông đi đó thì bà ở nhà canh, mà khi bà đi ra thì ông ở nhà canh. Một lần nọ ông đi ra ngoài, thì bây giờ cậu này đó cậu muốn đi tu lắm rồi, thành ra đó cậu mới nghĩ đây là một cái dịp may. Cha đi rồi giờ mẹ đó thì chắc có lẽ đó là tình mẫu tử thiêng liêng thì dễ siêu lòng, cho nên thì gạt dễ hơn. Thì thành ra đó là mới nói mẹ, mẹ con muốn đi ngoài, mẹ cho con ra đi ngoài. Thì mẹ nghe nói vậy sao chịu được, cho nên là để con đi ra ngoài. Và khi mà được đi ra khỏi cửa rồi thì cậu bé này 3 chân 4 cẳng chạy thẳng vô chùa. Vô tới chùa đó gặp quý sư, bắt đầu là xin quý sư cho con đi tu. À, thì quý sư lúc đó đó là cho đi tu liền. Thì theo chúng tôi nghĩ ra đây là thời kỳ đầu của Phật giáo, chưa có cái điều luật là cần của cha mẹ rồi mới cho. Một hai ba quý chưa? Dạ. Lên cái đàn mít mình còn tai nè, còn mũi nè, còn lưỡi nè, còn thân nè, là tất yếu. À, mình phải còn bị tiếp cận những cái loại cảnh không có giống như ý muốn của mình. À, thì cái kiểu mà mình sinh hoạt nó không có được suôn sẻ, nó không có được trơn tru kiểu này nè, thì đây cũng là một cái loại khổ. À, thì khi mà mình biết cái loại khổ, quả khổ nó đang trổ xanh vậy đó, thì mình nên có một chút hay xin thú vị ha, sợ hãi, ngao ngán chán chường đối với cái sự tồn tại này. Từ chỗ đó đó mà bản thân của mỗi mỗi người chúng ta đó
tự động viên bản thân của mình rằng ráng tu hơn chút nữa, để sau này hoặc đời sau kiếp khác đó mình bớt gặp những cái loại khổ này. Khổ nhiều cũng là khổ, xin thưa quý vị, mà dù khổ ít cũng là khổ. Cứ hễ khổ thì đều là khổ. Và mình phải tập làm sao đó mà phải ngao ngán chán chường đối với cái khổ. Thì lúc đó, đó mình mới tinh tấn nổi bật, siêng năng hơn nữa được. Chứ còn mà mình cứ nghĩ cái khổ này nó nhẹ nhàng vậy mà đâu gì đâu ghê gớm, đâu gì đâu ngao ngán chán chường, thì lúc đó, đó dễ dàng dễ vui đó. Rồi chúng ta tiếp tục, xin thưa quý vị. Thì ông cha ông về đó, ông hỏi bà mẹ con đâu rồi, bà mẹ nói đứa con mới đi ra ngoài. Cái bắt đầu ông chạy đi kiếm, ông đi kiếm vòng vòng không có, thì ông biết là chắc con trai của ông trốn chạy vô chùa đi tu rồi. Thành ra ông đi vô ông chùa ông kiếm, thì vô ông chùa gặp, thì gặp đó mới ban đầu đó là cũng tỉ tê buồn phiền. Rằng là tại sao cha con mình con mà con lại đi tu, con đình đoạn bỏ cha ở nhà sao? Cha đi tu rồi con biết sống với ai? Thì thôi cha đi tu theo con luôn. Thành ra ông đi tu luôn. Thì bà vợ ở nhà đó thấy con đi lâu quá chưa về, rồi ông chồng đi theo đi tìm đó, sao lâu quá cũng chưa về, cái bà cũng đi tìm. Đi tìm vòng vòng hoài đó không có. Bắt đầu bà nghĩ là vậy chắc con mình trốn vô chùa đi tu rồi, cho nên nó vô chùa đi kiếm. Thì vô chùa đó là gặp con, gặp chồng, mà bây giờ con chồng đó là thành người tu hết rồi. Thì mới ban đầu đó là bà cũng giống như ổng vậy, nó cũng buồn phiền, nó cũng tí tê vậy đó, rằng tôi chỉ có ông với con thôi mà giờ cả hai người đều đi tu rồi, làm sao tôi sống được, tôi sống với ai đây? Thành ra thôi tôi cũng đi tu luôn, bà cũng đi tu luôn, trở thành một người tu. Như vậy là cả ba người đều đi tu hết. Và xin thưa quý vị đó, là hai người cha người mẹ này nè, sở dĩ mà đi tu đó là vì con đi tu. Con đi tu mà vì yêu thương quyến luyến con quá, muốn ở gần gũi với con, muốn thân cận với con, muốn trò chuyện với con, muốn ôm ấp con. Thành ra đó là mới đi tu để được tỏa nguyện những cái điều đó. Được tỏa nguyện những cái điều đó. Thành ra đó là ở trong chùa đó thì ba người này đó luôn luôn ở chung với nhau. Họ ngồi chung một chỗ nói chuyện cùng nhau suốt ngày vậy đó. Và chùa là nơi thanh vắng, nơi tu hành, nơi đó hướng đến đời sống độc cư thanh tịnh hay là độc cư yên tịnh. Mà chư Phật tử chúng bây giờ họ đi tu rồi, để cái tối ngày đó, cho họ hỏi với nhau cứ chuyện trò nghe lại quý vị có một con luôn rồi. Đấy. Alo, chúng tôi đang cầm mic rồi, quý vị nghe lại được chưa? Dạ, alo alo. Dạ, được, chúng ta sẽ tiếp tục, xin thưa quý vị ha. Đó thì khi mà
Chùa là nơi thanh vắng tu hành hướng đến đời sống độc cư thanh tịnh viễn ly vậy đó, mà mấy người này họ cứ suốt ngày họ ngồi là họ chuyện trò vậy thì đây cũng là một cái chướng ngại, đây là một cái cản trở, đây cũng là một cái đối tượng không thích hợp để cho những người tu khác đó, người ta định tâm. Và lúc bấy giờ đó những cái người mà tâm tu tập còn yếu đó, thì người ta khó chịu. Người ta khó chịu, ta gai mắt đó, thì thành ra đó là người ta mới đem cái hình ảnh đó đó mét lên Đức Thế Tôn. Thì lúc đó đó Đức Thế Tôn ngài mới cho gọi gia đình ba người đó đến và ngài hỏi, ngài nói rằng nghe nói các người vô đây tu tập nhưng mà tối ngày đó cứ ngồi lại với nhau chuyện trò, làm cản trở, làm ảnh hưởng đến công việc tu tập của những người khác, vậy đúng hay không? Cái gia đình cả ba người này họ trả lời bạch ngài quả thật đúng như vậy. Thì lúc đó ngài mới hỏi tiếp, vậy chứ tại sao các người lại làm như vậy? Cái việc làm đó, đó nó không có thích đáng, nó không thích hợp đối với bậc xuất gia. Nói bạch ngài, chúng con yêu thương nhau quá, không muốn xa rời nhau. Thì nương theo đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói kể từ khi xuất gia về sau đó, cái việc làm như vậy đó không còn phù hợp nữa. Sự sự xa cách những người thương và sự gần gũi những người không thương đó, đều là khổ cả. Bởi thế đối với chúng sinh hoặc các pháp hữu vi, ta không phân biệt là thương hay là ghét cái gì cả. Ngài dạy vậy. Tức là mình phải đối xử với mọi pháp hữu vi đó, không có thiên vị, không có thương mà cũng không có ghét. Dạy như vậy xong Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên một loạt ba câu kệ. Hôm qua chúng ta đã học câu kệ pháp cú số 209, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 210. Đức Thế Tôn ngài: Ma pi ye sa ma gan chi a pi ye hi cu đà cha năng pi già năng a đát sa năng đúc khăn áp pi nành cha đát sa năng. Và câu kệ này được ngài hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: Chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ gáp kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, quán phải gặp cũng đau. Rồi ngài hòa thượng Giới Đức ngài dịch: Thương yêu thì chớ tìm gần, còn người mình ghét phải cần tránh nhau. Người thương không gặp thì sầu, gặp người mình ghét mày trao ích gì. Và đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng. Qua hai bản dịch này và qua cái phần chiết nghĩa từ vựng cho nên ít nhiều chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này. Vậy thì cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngài dạy cho chúng ta cái gì, xin thưa quý vị? Ở đoạn cuối của duyên sự đó ngài có: Chúng ta không có phân biệt là thương hay ghét cái chi cả. Thương hay còn ở trong bản đoạn tập thì ông hỏi Đức mà chỉ cần một pháp thôi để đoạn. Đức Thế Tôn ngài là vị với tất cả pháp, tức có nghĩa đối với vi đó mình không có phân biệt thương hay là ghét pháp nào cả. Không phải vì pháp bất thiện ghét pháp bất thiện, không phải vì pháp thiện rồi mình thương pháp thiện. Thương pháp thiện mình sẽ dễ dàng dính mắc pháp thiện, ghét pháp bất thiện mình cũng dễ dàng dính mắc pháp bất thiện. Mà xin thưa quý vị đó, pháp bất thiện nếu mà mình ghét pháp bất thiện thì bây giờ bản thân của mình đã là bất thiện rồi. Còn pháp thiện nè, mình thương pháp bất thiện thì bản thân của mình đó cũng đã là bất thiện rồi. Thì thương ở đây đó chúng tôi đang ám chỉ đến đó là quyến luyến, là dính mắc. Chứ còn cái chữ pi giá trong cái câu kệ này đó thì
chúng ta là hiểu hiểu theo hai dạng nghĩa. Và hiểu theo hai dạng nghĩa. À, giờ thì qua cái đoạn cuối của cái duyên sự này, từ cái duyên trong những cái câu kệ mà được trình bày trong cái duyên sự này. À, thì cái đoạn cuối đó cho chúng ta hiểu ý nghĩa cái câu kệ này Đức Thế Tôn Ngài dạy là như vậy. À, bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa chi tiết của cái câu kệ này. Đoạn 1, đoạn 2 Ngài dạy ma pi ye hi sa ma gan chi ap pi ye hi ku da cha năng. Là luôn khi cú đa chánh năng đó là luôn khi mọi lúc mọi nơi đó, mình hiểu mọi lúc mọi nơi mọi lúc mọi khi đó thì mình hiểu là luôn khi chớ hay là đừng. Sát ma gan chi là tụ tập, là hội họp, là gặp gỡ, là trao đổi, là chuyện trò. Pi ye hi bằng sự yêu thương, áp pi ye hi bằng sự không yêu thương, tức là bằng sự ghét bỏ. À, thì qua hai đoạn này đã cho chúng ta thấy đó, chúng ta hiểu đó, là chúng ta đối đãi với nhau, giữa người với người, giữa người với vật, chúng ta không có nên đối đãi với nhau bằng sự yêu thương hoặc bằng sự không yêu thương, tức là bằng sự ghét bỏ. Mà sự yêu thương ghét bỏ ở đây mình hiểu đó là bằng tham, bằng tâm tham. Sự ghét bỏ đó là bằng tâm sân. Và bằng tâm sân. Như vậy thì cái chữ pí giá ở trong cái đoạn kệ này đó, sự yêu thương này đó, là sự yêu thương của tâm tham. Còn cái chữ pí giá này đó, xin thưa quý vị, chúng ta hiểu theo hai dạng nghĩa. Pí giá chỉ là sự yêu thương thôi. Thì yêu kính cũng là pí giá. À, mà yêu thương cũng là pi giá, mà hỷ ái cũng là pi giá. Như là ở trong cái phẩm ở trong những cái câu kệ sau sau của cái phẩm này đó, tiếp theo sau này chúng ta sẽ học là các bậc thánh họ có những cái đức tính pháp tính tốt đẹp. Thì qua những đức tính pháp tính tốt đẹp đó khiến cho chư thiên và nhân loại yêu kính, kính mến, yêu thương quý ngài. À, vậy thì yêu thương, yêu yêu mến, quý kính đó, đó thì theo bà con là tốt hay là xấu? Đúng hay là sai? À, tốt, xấu, đúng, sai chúng ta chưa thể khẳng định được. À, mà chúng ta phải hiểu, phải nhận diện cho được là những người chư thiên và nhân loại đó đó họ yêu thương, họ quý kính các bậc thánh đó theo kiểu nào. Họ yêu thương, họ quý kính các bậc thánh đó theo kiểu đó là các cái bậc thánh của mình là nhóm của mình. Thương quý kính đó làm đúng. Là sai. Nhưng
sự yêu thương thì giúp sống và có cho đó. Alo, 1, 2, 3, quý vị nghe lại được chưa? Trời, sao cứ té liên tục vậy ha? Té hoài cũng đau chứ, xin thưa quý vị. À, mà đau đây chính là khổ. Vậy yêu thương ở đây nó có hai dạng, xin thưa quý vị. Yêu thương bằng tâm từ và yêu thương bằng tâm tham. Và yêu thương bằng tâm tham. Thì ở trong cái câu kệ này đó, sự yêu thương ở đây đó là bằng tâm tham. À, thì yêu thương bằng tâm tham đó, mình hiểu đó là gì? Là sự quyến luyến, là sự dính mắc, là sự ôm giữ, sự kéo về phía của mình. Thì cái yêu thương này dẫn đến ích kỷ, xin thưa quý vị. Yêu thương này đó là dễ ôm chung nhau để mà chết. Để mà chết. À, thì thành ra đó là ở đây Đức Thế Tôn ngài mới dạy đó là mọi lúc mọi nơi mọi khi. À, mọi lúc mọi nơi mọi khi, ở nhà cũng vậy, ra đường cũng vậy, ở chợ cũng vậy, ở nhà cũng vậy, ở chùa cũng vậy, ở trên xe buýt cũng vậy, ở trên máy bay cũng vậy. Khi mình đối xử tiếp xúc với người hay là với vật, đừng có đối xử tiếp xúc chuyện trò giao lưu vân vân và vân vân bằng sự yêu thương hoặc là sự ghét bỏ. Tức là đừng có đối xử với người vật bằng tâm tham, bằng tâm sân. Dạ, bằng tâm tham, bằng tâm sân. Quý vị thấy điều này dễ hay là khó? Khó, khó vô cùng. Dạ, khó vô cùng. Khó trước hết là gì? Nhiều khi mình thương người ta kiểu đó đó mà mình không có biết rằng mình đang khởi lên tâm tham. Dạ, mình đang khởi lên tâm tham. Thì nổi thôi ha. Mình đã không biết cái cách yêu thương đó của mình là yêu thương bằng tâm tham hay là yêu thương bằng tâm tư. À, thì làm sao đó mà mình nhận ra được đó là tốt hay là xấu. À, thì thành ra đó là để đối xử được với nhau đó, không bằng tâm tham, không bằng tâm sân thì là khó vô cùng. Nội nhận diện thôi là đã là khó rồi. Rồi bước thứ hai nữa nè, là tại sao mình đối xử với nhau không nên bằng cái tâm tham, bằng cái tâm sân đó. Tại làm sao? Vì khi mà mình đối xử với nhau bằng tâm tham, bằng tâm sân đó, tức là mình đang tạo bất thiện. Thì cứ hễ khi nào tham sân lên,
hơn. Những cái thông đó tạo nhau được có ba thôi quý vị. Alo, xin hỏi quý vị nghe được chưa? Dạ rồi, vậy chúng ta tiếp tục hết, xin thưa quý vị ha. À, như vậy có nghĩa đó là gì? Mình nói tóm lại nè, mình đối xử với người và vật qua giao tiếp, chuyện trò, nuôi dạy con cái, chồng vợ nè, ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh chị em, thầy tổ, vân vân và vân vân, không nên đối xử với nhau bằng tâm tham, và cũng không nên đối xử với nhau bằng tâm sân. Tại sao ạ? Vì khi mà mình đối xử với nhau bằng tâm tham và bằng tâm sân vậy đó, thì ngay khi đó mình tạo ra nghiệp bất thiện. Mà nghiệp bất thiện đó thì nó sẽ cho mình cái quả khổ đau về sau này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nè, khi mà mình đối đãi đối xử với nhau bằng tâm tham, bằng tâm sân vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, mình đối xử với con của mình bằng tâm tham, quyến luyến ôm ấp yêu thương vậy đó, thì khi mà cái người con đó, đó nó có cái chi đó, đó là khiến cho mình phải đau khổ. Yeah, khiến cho mình phải bị đau khổ. Ví dụ như trong cái duyên sự của cái câu chuyện này, hai vợ chồng này có đứa con một duy nhất thôi, rất là yêu thương con. Bây giờ con nó bỏ nó đi tu đi, thì khi mà biết ra vậy đó, đau khổ sư thú gì, đau khổ vô cùng. Chính vì cái chỗ đó đó, cho nên khi mà ông đến chùa, ông gặp người con của ông đó đã trở thành người tu rồi, ông mới nói: con giết cha rồi, cha thương yêu con vậy, tại sao là con bỏ đi tu? Con bỏ đi tu rồi giờ cha sống với ai? Thành ra đó là đối xử với vật người bằng tâm tham, nhưng mà không được đáp lại thì sẽ dẫn đến khổ đau. Dẫn đến khổ đau. Còn bản thân ha, khi mình đối xử với ai mà bằng tâm sân mới xin thú vị, thì khổ đau bộc phát hiển lộ ngay tức thì. Ngay tức thì. Nhưng mà tại sao có cái hiện tượng này xin thú vị? Có cái hiện tượng đó là đối với phàm phu đó, thì thường đối xử với nhau bằng tâm tham và bằng tâm sân vậy, là do thường cận xin thú vị. Đời xưa kiếp trước mình quen vậy rồi. Những cái gì mà hợp gu với mình, hợp ý với mình, vừa lòng mình là mình thương liền. Những cái gì mà gu mình không có hợp ý với mình, không có vừa lòng mình là mình ghét liền. Đời xưa kiếp trước đó mình đã vậy rồi, cái thành ra đời này kiếp này nè, lặp lại cái Alo, 1, 2, 3, quý vị nghe lại. Dạ. Chúng tôi mà cứ té hoài vậy đó thì cũng đau, mà quý vị nghe cứ đứt đoạn hoài vậy đó cũng sẽ khó chịu. Khó chịu này bởi lẽ đó là đời xưa kiếp trước đó mình cũng đã quen vậy rồi, thành ra giờ mà cứ gặp cái cảnh trái nghịch lòng vậy cũng dễ dàng khiến cho mình là khó chịu lắm. Thì đây cũng là ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ này. Cái câu kệ này Đức Thế Tôn ngày dạy cho mình vậy là giờ
do thường cả nghi đó, đời xưa kiếp trước đó mình đã từng thích những cái gì mà nó hợp ý và hợp gu với mình đẹp đẽ, ghét những cái gì đó mà nó không có hợp gu với mình, nó trái ý với mình nên mình ghét vậy rồi. Quen vậy do đó đó, đời này kiếp này là mình tập tập đừng đối xử với nhau bằng sự thiên sương thương sự ghét gì nữa. Vậy thì không có đối xử với nhau bằng sự thương sự ghét vậy nữa đó thì mình phải làm sao? Phải làm sao xin thú vị? Trong duyên sự cuối cùng Đức Thế Tôn ngày dạy đó là gì? Không phân biệt là thương hay đối với pháp hữu vi đó thì mình không có phân biệt thương hay ghét cái chi cả. Và mà không muốn phân biệt thương hay ghét cái chi cả đó thì mình phải có cái quan điểm tư duy tư tưởng dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo, mình phải có quan điểm tư duy tư tưởng dựa trên cơ sở của tam tướng. Của tam tướng thì lúc đó đó cái thương và cái ghét này nó mới giảm dần dần, đến một lúc nào đó đó mình mới đối xử với nhau bằng pháp, đối xử với nhau không còn có sự phân biệt nữa. Người ta cần mình có khả năng giúp đỡ thì mình giúp đỡ xong xong. Dạ như vậy đó là không có thương mà không có ghét. Mọi vật vật việc sự kiện hiện tượng ở trên cuộc đời này phát sanh lên đều có nhân và duyên. Thì thành ra đó là mình phải nhận ra được nhân duyên đó. Khi mà mình nhận ra được nhân duyên đó thì lúc đó đó là mình hiểu các pháp dựa trên cơ sở của nhân và quả, nhân quả nghiệp báo. Rồi nè, mỗi mỗi sự kiện sự việc hiện tượng đó nó phát sinh lên không đơn thuần là do một nhân hay là do ý muốn chủ quan của bất kỳ một ai cả, mà nó tùy thuộc vào các cái điều kiện khách quan thì nó mới phát sinh lên được. Khi mình hiểu vậy đó là mình hiểu theo cái tính vô ngã, và mọi vật sự kiện hiện tượng ở trên cuộc đời này không tồn tại mãi mãi mà phải có cái sự biến hoại đổi thay. Do cái sự biến hoại đổi thay đó đối với phàm phu mình không có chấp nhận được nên dẫn đến có cái sự khó chịu, đó là tính khổ. Do tính khổ thì mình tập sống dần dần vậy là cái tham sẽ giảm bớt, cái sân sẽ giảm bớt. Giống như hôm nay tất cả chúng ta đang sinh hoạt ở trong room này, do nhân duyên cụ thể đó thì bản thân của chúng tôi đó là không biết được, không biết được đó là sự mà rớt lên rớt xuống này là do máy của chúng tôi hay là do đường nét của chúng tôi hoặc là do yếu tố khác, chúng tôi không có biết cụ thể rõ ràng vậy. Quý vị đó cũng biết rõ ràng. Thì khi mà mình rằng thì bây giờ đó là tổng quát khiến cho mình khó chịu thì đây là cái này nè. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin hỏi quý vị nghe lại chưa? Rồi tóm lại của cái câu kệ này ha. Khi mà mình đối xử, gần gũi đối xử với nhau á, người và vật, mà bằng sự yêu thương đó, thì khi cái sự yêu thương đó không được đáp lại, mình sẽ đau khổ. Dạ, mình sẽ đau khổ.
À, rồi nếu như đó mà mình đối xử với người vật đó đó bằng sự ghét bỏ, tức là bằng tâm sân đó, mà gặp lại, gặp lại đó, thì mình cũng sẽ bị đau khổ. À, do đó đó mình tập dần đối xử với người vật đừng có bằng cái lòng tham, bằng tâm tham, đừng có bằng cái tâm sân, mà hãy dựa trên cơ sở của chánh kiến về nhân quả nghiệp báo, chánh kiến về tướng. Tập dần dần vậy đó thì đến một lúc nào đó mình sẽ giảm bỏ bớt đi cái lòng tham, giảm bỏ bớt đi cái lòng sân, thì lúc đó mình sẽ giảm bớt đi cái khổ đau. Thì tùy thuộc vào cái cách sống của chúng ta như thế nào, để trong đời sống hiện tại này nè mình bị nhiều khổ đau hay là được nhiều an lạc, và rồi đời sau kiếp khác đó, mình tiếp tục bị nhiều niềm đau hay là được nhiều cái sự an lạc. Chúng tôi lại sợ nó rớt nét nữa, thành ra thôi xin được chấm dứt cái thời giảng ở đây. Phước báo phát sanh của dự sự giảng pháp này, mặc dầu đó là không có được suôn sẻ lắm, nhưng mà chúng tôi cũng đã cố gắng hết cái khả năng của mình rồi, thì thành ra trong quá trình giảng này ít nhiều cũng đã tạo ra được rất là nhiều cái tâm thiện, tạo ra được rất là nhiều cái nghiệp thiện, tức là tâm thiện nó sanh lên đó. Thì xin hướng nguyện cái công đức thuyết giảng Phật pháp này đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh, xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài Pháp Cú số 210 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức và dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, Huynh Quá Thanh Á còn Thượng Tọa Minh Hạnh trong room không? Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, vậy con kính thỉnh Đại Đức Minh Mẫn chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời room. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutanu phaveena sabba tammanu phaveena sabba sankhanu phaveena sadasothe bhavantu te, cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mãn. Dạ, kính cảm ơn Huỳnh Quá Thanh Á Xích Trạng Đồng. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Mẫn, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Dạ, chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dâng hồi hướng. Yadeva ta santi viharavasini thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu chi ta so thiên ca ron tệ tha vihara mang đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha bích ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca Gamma cha đề sa ni gamma cha issa ra sappa na pu ta sukhi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa tham pa wa sam se đa cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa tiếp cha te sappe pi dukkha sa kha ron tu sang kha yang tha tu ki răng xá tăng thầm mô thầm mát tha ra cha bút cha la sang khổ hộ tu sa mắc ngô quá
Atha giá cha hi ta giá cha âm hê rát khăn tu sắc thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô vô thêm sâm pa phu này giả ma thầm ma ri ya pa quê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.